vô hàng. Đâm vô trà xong xếp lại kẹp vô cái quai quần á. Im ra vậy đó, đi mẹ rồi. Điện thoại ra chưa? Đấy rồi, điện thoại anh đi câu có bao giờ anh để trong má nè. Sảy rồi. Chưa. Trời, trà đâu phải trà đâu, nó quấn vô cái rễ nước mà. Chưa hết rễ này đến rễ khác. Nó cũng vòng vòng ở đây mà. Quấn mấy vòng luôn á. Chưa. Quấn mấy vòng luôn mà. Đâu quấn nữa. Quấn dữ vậy. Chà đâu quấn nhiều vậy. Dưới này. Nó dưới này. Hay quay đẹp quá.
hết sức rồi. Ăn nguyên con lươn luôn, sao mà sống, sao mà xảy. Nó không, nó ăn, nó dính dưới bụng thành ra nó không hạ mỏ, khó lấy, khó kẹp lắm. Rồi con này có tầm 4 kg, hơn 4 kg. Táp đã à. Chim sâu quá. Vị này tầm 4 kg anh, giỡn hoài. 5 kg mấy á. Tính sao. À, cầm cần lên trước đi. Bung, ok. Bung cò đi. Chụp hình xong thả. Thả chứ. Em mình nói anh thả luôn á. Chụp hình xong thả. Bắt chi. Không bao giờ. Nãy em định nói anh thả luôn á. Ăn uống gì nữa đâu. Cái tay em lên. Hả? Cái tay em lên. Khoan. Cho nó khô cái tay nó ướt. 2, 3. Một con này 5 kg chứ. 5 kg mày. Khoan, 6 kg á. Ừ, 6 kg hơn, hơi ốm. Ăn mùi lạ thấy không? Chả ăn bớt ghê, lấy cá của em không.